Tập 2. Mặt Sơ, anh làm sao vậy Mặt Sơ? Người đâu? Cứu mạng! Mặt Sơ, Đầu Nhi. Đầu Nhi, Đại Lực, dìu cô ấy lên sofa bên kia ngồi đi. Phiền cô phối hợp điều tra. Phiền cô phối hợp điều tra. Cô bên kia nghỉ ngơi một chút. Tiểu Điền, anh phụ trách chụp hình ghi chép. Đại Lực, đi hỏi người phục vụ. Ngoài cô Thẩm ra, còn ai tới căn phòng này không? Được, mọi người lục soát kỹ căn phòng này một chút. Dạ. Thẩm, cô Thẩm, tôi xin hỏi một chút, vết thương trên đầu cô từ đâu mà có? Khi tôi vào phòng không nhìn thấy gì hết, sau đó vấp phải liền té xuống. Cô có gì chứng minh được vết thương này không phải do lúc cô xung đột với chồng cô Mặc Sơ hay không? Cái gì? Anh hoài nghi tôi? Anh không tin tôi sao? Tôi xin lỗi, giờ tôi vẫn không thể ra quyết định. Tôi chỉ tin bằng chứng tôi nhìn thấy. Cô Thẩm, bây giờ tôi hoài nghi cô và cái chết của chồng cô Mặc Sơ có liên quan rất lớn. Mời cô theo chúng tôi về phòng tuần bổ, hợp tác điều tra. Làm sao tôi có thể giết chồng mình được chứ? Anh trai cô và chị dâu cô bình thường có phải quan hệ rất tốt không? Quan hệ vợ chồng của họ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Cô cảm thấy quan hệ của cô và chồng như thế nào? Tôi và Mạc Sơ kết hôn 10 năm vẫn luôn tình nồng ý đậm, tôn trọng lẫn nhau. Anh trai tôi sự nghiệp càng ngày càng phát triển thì khoảng cách giữa họ càng ngày càng lớn. May mà anh trai của tôi trọng tình cảm, không thì đã ly dị chị ta từ lâu rồi. Chính là con nhỏ Cát Tường đó, chính nó giết con trai tôi. Vậy xin hỏi chồng cô Thẩm Mặc Sơ sao lại xuất hiện ở phòng 209? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Hai chúng tôi rõ ràng hẹn nhau ở phòng 206. Có lẽ do anh ấy bận quá nên nhớ sai. Không đúng, Mặc Sơ là một luật sư tài năng xuất chúng, anh ấy không thể nhớ sai chuyện gì. Nhất định là tôi, nhất định là do tôi nhớ sai. Hơn nữa, tới cả ngày kỷ niệm đám cưới của chúng tôi, anh ấy còn nhớ rõ như vậy. Đặc biệt gửi thư tới cho tôi, trăm phương ngàn kế muốn tôi vui vẻ. Anh ấy nhất định sẽ không nhớ sai. Nhất định là do tôi nhớ sai. Đều tại tôi, đều tại mẹ không xem xét kỹ càng cho con, để con hồ ly tinh đó giết con. Tôi không hỏi được gì nữa rồi. Phòng giam của phòng tuần bổ không như ở nhà. Buổi tối rất lạnh, cho nên tôi mang mền gối cho cô. Tối sẽ ngủ ngon hơn. Cô nhớ bảo trọng. Tôi là tuần bổ, tuy tôi và cô là bạn cũ, tôi cũng không thể niệm tình riêng. Hãy tha thứ cho tôi. Đừng nói là cô đã quên tôi rồi.
Tôi là Trương Chính. Cô nhớ cây bút này không? Lễ tốt nghiệp năm đó, cô tặng nó làm quà tốt nghiệp cho tôi. Tôi dùng nó khi thi vào trường cảnh sát, trở thành tuần bổ. Giờ tôi được thăng chức làm thám trưởng. Anh là Trương Chính. Trương Chính. Mười mấy năm không gặp, không ngờ lần gặp lại nhau này, tôi lại là phạm nhân của anh. Tôi cũng không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nhưng xin cô hãy tin tôi, tôi sẽ điều tra rõ ràng vụ án này cho vợ chồng cô. Trương Chính, xin hãy tin tôi, tôi thật sự không giết Mặt Cơ. Tôi yêu chồng tôi lắm. Tất nhiên là tôi tin rồi. Trong lòng tôi, Cát Tường hiền lành như vậy, ngây thơ như vậy, làm sao mà giết người được chứ? Chắc chắn là tôi không tin. Cảm ơn anh, cho tôi chút thời gian. Tôi nói lại cho anh nghe, đây chắc chắn là một cái bẫy chống đối tôi. Chắc chắn là có ai đó muốn hãm hại tôi. Vậy anh nói đi, tại sao người ta phải hãm hại anh? Chắc chắn là tôi quá đẹp trai. Cậu đẹp trai lắm. Kết quả phân tích của cậu và báo cáo xét nghiệm thi thể của La Lâm rất trùng khớp với nhau. Thời gian chết của Thẩm Mặc Sơn là khoảng 10 đến 12 giờ đêm. Văn kiện của tôi và cậu Cát Tường đều do người đưa thư gửi tới. Giờ không thể tra ra được người gửi là ai hết. Tôi có cảm giác hai người này có khả năng là một người. Tôi đã hỏi người của Tiền Đài. Người của Tiền Đài nói đó là phụ nữ. Hơn nữa còn trang điểm rất đẹp, nhìn rất quyến rũ. Cho nên theo những gì anh ấy miêu tả, tôi cảm thấy người này là Trương Tô. Không đúng. Nếu hung thủ là Trương Tô, vậy tại sao cô ta lại dụ tuần bổ chúng ta tới hiện trường vụ án làm gì? Vũ khí giết chết Thẩm Mặc Sơn là đèn bàn của khách sạn. Nếu như đây là một vụ cố ý mưu sát, thì tại sao hung thủ lại chọn đèn bàn làm hung khí? Cho nên tôi kết luận đây không phải là một vụ cố ý mưu sát, mà hung thủ trong một phút bốc đồng đã gây ra vụ ngộ sát. Thẩm Mặc Sơn và Trương Tô lén lút qua lại, cậu Cát Tường rất có động cơ gây án. Nếu hung thủ là cậu Cát Tường, vậy thì cô ta phải biết trước chồng của mình đã chết. Nhưng theo quan sát của tôi ở hiện trường, cô ấy hoàn toàn không biết. Sau khi xảy ra chuyện kinh khủng đó, thì tôi đã về nhà rồi, nhưng lại không thấy Mặc Sơ đâu. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy anh ấy ở khách sạn. Cho nên tôi nghĩ chắc là anh ấy vẫn còn đang đợi tôi ở khách sạn. Theo như kết luận ngày hôm qua, có thể thấy được, cho dù Trương Tô có phải là hung thủ hay không, cô ta nhất định có liên quan tới vụ án này. Mời cô ta về đây. Tôi là người của phòng tuần bổ. Cô bị tình nghi có dính líu tới vụ án giết người. Chúng tôi phải điều tra nơi cô ở. Tới chậm một bước rồi, chạy trốn rồi. Không đánh mà khai, nếu không cô ta chạy làm gì? Đủ để chứng minh cô ta làm chuyện mờ ám. Xét, được. Nghi phạm của vụ án Thẩm Mặc Sơ đã chạy trốn rồi. Tôi đã đem hình của cô ta dán khắp các bãi xe và bến cảng. Phân tích thời gian cô ta rời khỏi nhà, thời gian này có lẽ cô ấy đã rời khỏi Thượng Hải. Nếu đúng là như vậy, chúng ta phải liên lạc với tuần bộ ở các khu khác cùng bắt cô ta. Độ khó có vẻ rất lớn. Trương Tô chạy rồi, chúng ta chỉ còn lại một nhân vật đầu mối quan trọng, Quách Hạo. Quách Hạo và Trương Tô có quan hệ tình nhân. Nếu như chạy trốn, họ nhất định sẽ chạy cùng nhau. Nếu thực sự là như vậy, manh mối vụ án này của chúng ta đã mất rồi. Báo cáo, vừa nhận được tin tức, một nhân viên ở bến tàu khi đang dọn dẹp kho phát hiện thi thể nhân chứng Quách Hạo. Vết thương do súng bắn đã chết. Hung thủ đã bắn chính diện. Viên đạn có lẽ là từ ngực.
trực tiếp xuyên qua tim, gây ra tử vong. Từ vết dày cho thấy, nghi ngờ hung thủ có chiều cao khoảng 1m65, cân nặng 50kg. Những dấu hiệu này đều phù hợp với Trương Tô. Trương Tô giết Quách Hạo để diệt khẩu. Trong tay Quách Hạo có chứng cứ. Phó Cường bỏ tiền ra để Thẩm Mặc Sơ mua chuộc Quách Hạo, nhưng Trương Tô âm thầm cấu kết với Thẩm Mặc Sơ bán đứng Quách Hạo, sau đó nhốt Quách Hạo ở nơi này, chuẩn bị chi chỗ tiền đó của Phó Cường. Tiếp tục đi. Trái tim phụ nữ đúng là độc nhất. Trương Tô ra tay tàn nhẫn giết chết Thẩm Mặc Sơ. Nếu là như vậy, có thể nuốt trọn hết phần tiền đó của Thẩm Mặc Sơ. Sau đó khi lừa được chứng cứ từ tay Quách Hạo, lại giết tiếp Quách Hạo, cuối cùng thần không biết quỷ không hay, biến mất không dấu vết. Phân tích rất tốt, rất hợp lý. Nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi. Nếu như Trương Tô cố ý giết Thẩm Mặc Sơ, vậy tại sao cô ta lại chọn giết tại khách sạn, một nơi công cộng ra vào đều có người nhìn? Có phải quá mạo hiểm không? Hơn nữa, vì sao cô ta không chuẩn bị trước công cụ giết người mà lại dùng đèn bàn làm hung khí? Đúng vậy, tại sao chứ? Giả thiết Trương Tô không phải là cố ý giết hại Thẩm Mặc Sơ, mà là nhất thời lỡ tay giết nhầm thì sao? Bất luận thế nào, Trương Tô nhất định là nhân vật then chốt. Phải bắt được Trương Tô thì tìm ra chân tướng không còn xa nữa. Muốn giết Quách Hạo không nhất định là Trương Tô, cũng có khả năng là Phó Cường. Vì nếu như có thể giết chết nhân chứng, ông ta có thể lọt lưới khách sạn, sao không thể là ông ta chứ? Anh đừng quên, Trương Tô đã mất tích, Thẩm Mặc Sơ và Quách Hạo đã chết, manh mối đều mất hết, sao điều tra được? Không sai. Người đâu? Anh ta còn sống. Mau. Mắt anh được dễ lên hay sao đại ca? Nhìn người sống thành người chết. Chưa chết à? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Trương tuần trưởng, Trương tuần trưởng, nói chúng tôi biết tình hình của nhân chứng đi. Vết thương của anh ta có phải rất nặng không? Trương tuần trưởng, vụ án này có liên quan tới vụ án giấu xác ở chợ rau không? Tôi có thể nói với mọi người là phẫu thuật cho nhân chứng Quách Hạo vô cùng thành công, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Chờ sau khi anh ta tỉnh lại thì sẽ cung cấp cho chúng ta một số manh mối phá án quan trọng, nên đề nghị mọi người tin tưởng chúng tôi. Tên hung thủ đó chúng tôi nhất định sẽ bắt được. Cảm ơn Trương tuần trưởng. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Ông chủ phó, lần này ông chết chắc rồi. Ta muốn tên Quách Hạo chết. Thực ra Quách Hạo sớm đã bị ông giết chết rồi. Chúng tôi chỉ là đem xác anh ta tới bệnh viện, sau đó mời ký giả và bác sĩ phối hợp diễn một màn kịch với chúng tôi. Mục đích chính là để câu con cá lớn là ông. Các người dám giở trò? Đưa đi. Dạ, dạ, đi. Mau. Đi mau, đi. Vừa rồi anh đạp phát đó rất đỉnh, dùng sức đó. Nhìn bên này, Trương tuần trưởng, nhìn bên này, tạo dáng đi. Cảnh sát mau, tạo dáng đi. Nho Nghị, còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không? Tôi thua rồi. Cùng lắm thì về phòng tuần bổ tiếp tục làm tiếp thôi. Có sao đâu, anh cũng có giúp được tôi cái gì đâu. Tôi không giúp sao? Vậy tên tội phạm này làm sao bắt được? Được rồi, Trương tuần trưởng, cách này của anh 10 năm trước cha tôi từng dùng rồi. Anh ít nhiều cũng xem như đệ tử của cha tôi. Cho dù tôi học từ ai, bắt được tội phạm không phải là ổn rồi sao? Hình như vẫn chưa phục lắm. Được rồi, hay là như vậy, chúng ta đổi cách cược. Cách cược gì?
Tôi biết cậu có thực lực, nhưng vì tôi đã phá vụ án đơn giản này trước. Cậu đi phụ trách vụ án của Thẩm Mặc Sơ. Chỉ cần cậu có thể phá được vụ án này, cậu vẫn có thể rời khỏi phòng tuần bổ. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đổi mới quan niệm của anh về thực lực. Tôi biết rồi. Chúng ta mau chóng gặp mặt. Gặp ngay. Về vụ án của Thẩm Mặc Sơn, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Sự thật rất rõ ràng. Vậy thì chúng ta kết án đi. Còn về tên ác ma bị tống vào ngục, vợ của Thẩm luật sư, rất rõ ràng chính là hung thủ. Bây giờ tôi sẽ lấy danh nghĩa của Thượng Đế tuyên án tội danh mưu sát của cô ta thành lập, để cô ta đền tội cho tội ác của mình. Tuần trưởng, hay chúng ta chờ thêm một thời gian nữa? Mặc dù vụ án thi thể giấu ở chợ đã được phá rồi, nhưng vụ án của Thẩm Mặc Sơn vẫn chưa có tiến triển mang tính thực chất. Mặc dù cậu Cát Tường là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng chúng ta không có chứng cứ cụ thể chứng minh cô ấy chính là hung thủ. Trương, nếu như chúng ta định án vội vàng ngay lúc này, liệu có quá? Trương, vừa nãy cậu cũng nghe thấy rồi, vụ án của Thẩm Mặc Sơn đã gây ra ảnh hưởng xã hội rất lớn, cũng tạo ra áp lực rất lớn đối với phòng tuần bổ chúng ta. Trước mắt cho thấy cậu Cát Tường là kẻ tình nghi lớn nhất. Tôi chắc chắn cô ta chính là hung thủ. Nhưng mà chính vì vậy, không cần kéo dài thêm nữa. Cho mọi người một lời giải thích, mau chóng kết án. Lập tức chấp hành. Chấp hành không nổi. Đây là một mạng người, không thể vô trách nhiệm như vậy được. Tôi không thể chấp hành một mệnh lệnh sai lầm. Xin lỗi. Trương Chính, anh chỉ là một tuần bổ người Hoa mà dám chống lại mệnh lệnh của tôi à? Tuần trưởng, Trương Chính không phải có ý này, chỉ là vụ án có hơi phức tạp. Lỡ như nếu giết nhầm người, có thể sẽ ảnh hưởng vô cùng ác liệt tới xã hội đó. Lúc đó sẽ không chỉ là vấn đề vô trách nhiệm của tuần bổ chúng ta. Vậy ông nói đi, chuyện này nên làm thế nào? Cho chúng tôi thêm mấy ngày, chúng tôi nhất định tranh thủ thời gian phá án. Tôi cho 24 tiếng. Các người chỉ có 24 tiếng. Nếu các người vẫn không điều tra ra hung thủ, thì thư phán quyết tử hình sẽ lập tức có hiệu lực. Trong thời gian này, các người nhất định phải trông chừng tội phạm tình nghi thật nghiêm ngặt, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì. Sao vậy? Hai người thân nhau à? Tôi cũng mong là mình thân với anh ta. Nếu là như vậy, anh ta có thể sẽ nói cho tôi biết về hung thủ. Nếu bây giờ anh ta tỉnh dậy, nói cho anh biết tên của hung thủ, thì e rằng anh sẽ không còn bình tĩnh như vậy được. Tôi nhớ anh từng nói với tôi, thi thể lúc nào cũng sẽ nói cho chúng ta biết thông tin quan trọng. Nhưng tôi đứng nhìn anh ta cả buổi sáng cũng không nhìn ra được gì. Những thông tin có giá trị tôi đã viết hết trong báo cáo xét nghiệm thi thể rồi. Bây giờ trừ việc có thể coi bản thân mình như không thấy gì ra, sợ là cũng không nhìn ra được chuyện gì mới mẻ nữa. Có điều tôi có thể tặng cho anh một câu này: nếu như lúc anh lạc mất phương hướng không ra được, vậy thì hãy quay lại điểm xuất phát, đi lại lần nữa. Vào đi. Báo cáo, tôi xin phép được kiểm tra hiện trường vụ án một lần nữa, để đưa nghi phạm cậu Cát Tường cùng phối hợp điều tra. Trên nguyên tắc, tôi đồng ý với việc anh kiểm tra hiện trường một lần nữa. Nhưng bây giờ, cậu Cát Tường là nghi phạm. Nếu anh đưa cô ấy đi cùng, tôi sẽ không thể nào đồng ý. Cậu Cát Tường là nhân chứng số 1 của hiện trường vụ án. Cô ấy còn biết nhiều hơn so với người tuần bổ đến sau của chúng ta. Đây là yêu cầu điều tra hợp lý mà. Phòng tuần bổ của chúng ta không có việc này.
tôi cũng không có quyền phê chuẩn cho anh đi. Nhưng anh có quyền tìm giám sát trưởng để xin phê chuẩn. Nếu như ngài ấy đồng ý, cậu Cát Tường có thể đi. Thôi không sao. Tiền bảo lãnh. Được rồi chứ. Tôi không nhận tiền bảo lãnh của anh. Nhưng anh vẫn có thể đi tìm giám sát trưởng phê chuẩn. Nếu như ngài ấy đồng ý, cậu Cát Tường có thể đi. Nhưng tôi tin là ngài ấy không đồng ý đâu. Giám sát trưởng. Giám sát trưởng. Không có giám sát trưởng tôi không làm được việc sao? Cậu cứ nghĩ như vậy đi. Vị này, đây là mẹ của cậu Cát Tường, đặc biệt từ quê xuống thăm cô ấy. Đừng nhìn, đáng thương lắm. Không biết chừng con gái của bà ấy sắp. Tường ơi, mau lên đi. Được được, vào gặp đi. Tường của mẹ. Đẹp thiệt đó. Ở đây đẹp cho ai nhìn đâu. Sao vậy? Có con mũi. Thật à? Nhanh, cởi đồ ra. Cởi đồ ra làm gì? Không kịp đâu, mau cởi ra. Tuần bổ đều đứng ngoài phố đúng không? Lúc khác nói chuyện đi. Được. Cát Tường, con bị quan mà. Đừng có buồn mà, lão thái thái. Có thời gian mời cậu đi uống trà. Tôi mời anh. Lần nào cũng để tôi giả gái. Tôi giống con gái chỗ nào? Anh mới giống, cả nhà anh giống con gái. Còn nói có gì thăng chức cho tôi. Anh nghĩ giám sát trưởng là cha anh sao? Anh nói thăng chức là thăng chức sao? Lữ quán Mỹ Hoa. Lật lại vụ án à? Rất thông minh, biết là tốt. Nhất định đừng cảm ơn tôi. Con người tôi chính là không nhớ tư thù, cứu người làm phúc. Đi thôi. Cô cũng không cảm ơn tôi nữa. Thám trưởng, mở cửa phòng giam Cát Tường ra một lát. Được. Cát Tường, cậu có thể giúp tôi nhớ lại một lần nữa không? Tối hôm xảy ra vụ án, có phải cậu bỏ sót chi tiết gì không? Được lắm. Bây giờ tôi chính là Thẩm Mặc Sơn. Cô là vợ tôi. Tôi mắng cô. Cô tức giận. Sau đó tôi lại mắng cô. Cô đẩy tôi. Cô đẩy tôi. Tôi trốn. Sau đó cô lại đẩy tôi. Tôi lại trốn. Sau đó hai chúng ta tranh chấp với nhau. Không phải như vậy. Lúc tôi vào, Mặc Sơn đã nằm trên sàn rồi. Chúng tôi không có cãi nhau. Nói gì đến đưa đưa đẩy đẩy. Đây chỉ là giả thuyết mà thôi. Nhưng giả thuyết này không thành lập. Bởi vì nó không phải là sự thật. Sao tôi biết được nó có phải sự thật hay không? Chỉ là lời từ một bên. Sao tôi biết được có khả năng này hay không? Nhưng ngậm miệng lại đi. Nếu cô muốn rửa quan, liệu mà ngoan ngoãn nghe lời tôi. Bắt đầu đi. Cậu Cát Tường, bình thường cô ở nhà bộ dạng ốm yếu cũng được. Nhưng mà cô làm gì ăn mặc như quỷ thần như vậy? Lại còn tới phòng luật sư tìm tôi. Không phải cô cố tình làm tôi mất mặt hay sao? Hả? Em xin lỗi, Mặc Sơ. Nếu như anh không thích em, lần sau em sẽ trang điểm để anh thích em hơn. Nếu như anh không muốn, em không đến sở sự vụ tìm anh nữa. Cho dù em muốn gặp mặt anh, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Như vậy đỡ khiến anh xấu hổ, có được không? Tôi đường đường là nhân vật có tiếng ở Thượng Hải. Cần danh phận, có danh phận. Cần địa vị, có địa vị. Cô xem đi. Tới người làm trong nhà còn có thể diện hơn cô. 10 năm rồi.
Cô không đẻ được mụn con nào cho họ Thẩm chúng tôi. Không có. Cô còn có mặt mũi nào ở lại Thẩm gia nữa? Mặt cô còn dày hơn cả tường. Nào nào, tới đây. Chính là cảm giác đó. Tức giận. Đánh tôi. Đánh tôi đi. Đánh tôi. Đánh đi. Mặt rơ. Đều là do em không tốt. Nhưng em không nỡ xa anh. Xin lỗi. Xin lỗi vẫn chưa được sao? Cô là yêu quái à? Sao phải loạn lên vậy? Không phải anh nói coi anh là mặt rơ sao? Hiện giờ áp lực phá án của tôi rất lớn. Vì vậy nếu cậu nghĩ ra manh mối nào có giá trị sẽ giúp ích rất lớn cho quá trình điều tra phá án của tôi. Tôi thật sự rất muốn giúp cậu. Thật đó. Cát Tường, có phải không khỏe không? Sao lại là cậu? Cậu Cát Tường đi đâu rồi? Không liên quan tới tôi. Là do Mao Nho Nghị bắt tôi làm vậy. Tôi hỏi cậu, cậu Cát Tường đang ở đâu? Huynh đệ, xin lỗi anh. Bây giờ cô đừng coi tôi là Thẩm Mặc Sơ nữa. Coi tôi là Mao Nho Nghị được không? Cậu Cát Tường, cô có biết cô là gì không? Thiên hạ đệ nhất sao chổi. Cô nói xem trời cao đất rộng như vậy, chỗ đẹp thì không gặp, sao lại quan gia ngõ hẹp gặp tôi làm gì? Mỗi lần gặp cô tôi đều tức điên lên. Cô nhìn cô xem, bộ dạng ai nhìn cũng ghét, nhìn qua qua không nở. Đầu óc thì ngu si đần độn, cô có biết ngại không? Tình không có, đầu óc cũng không có. Tôi thật phục họ nhà Thẩm, cô không tiếc thân mà trọng nghĩa, cưới loại quái vật như cô. Nếu không thiên hạ đã không thắng bình nổi rồi. Sao không diễn theo lời của tôi? Anh nói khó nghe quá, tôi không nhịn nổi. Vậy tiếp theo phải diễn như thế nào? Theo cảm xúc của cô. Nếu như cô giết Thẩm Mặc Sơ, cô sẽ làm thế nào? Vậy chắc chắn tôi sẽ gọi người tới cứu Mặc Sơ. Cô giết người ta, cô còn gọi người tới cứu, không phải tự chui đầu vào rõ sao? Chạy đi. Chạy sao? Chạy đi. Chạy hả? Cô giết người mà. Chạy đi. Trời ơi, tôi điên mất. Từ vết máu mà hung thủ để lại trên đèn có thể thấy hai tay hung thủ nhất định sẽ toàn là máu. Nếu như sau khi giết người hung thủ mở cửa bỏ chạy, vậy tay nắm cửa nhất định phải có vết máu. Hơn nữa trên đất cũng có, nhưng ở hiện trường lại không hề phát hiện ra vết máu. Hơn nữa hung thủ sau khi giết người không thể nào quang minh chính đại trốn thoát từ cửa chính. Cô nhìn đi, có lẽ hung thủ trốn thoát từ chỗ này. Nơi này là tầng 2, không cao cho lắm, nhảy xuống rất dễ. Tôi xuống dưới xem sao. Người đàn ông lịch thiệp giống như tôi sao có thể để một người phụ nữ nhảy lầu để khám nghiệm hiện trường chứ? Để tôi đi. Cẩn thận đó. Cô đừng nói chuyện. Có được không vậy? Có phát hiện. Được rồi. Vết máu này chính là bằng chứng có sức thuyết phục nhất. Cô phải cảm ơn tôi đó.
Tốt hay không thì tôi không biết. Dù sao tôi cũng biết anh Tiêu đời chắc rồi. Phản đồ. Chuyện này không thể trách tôi. Diễn kịch đã tốt lắm rồi. Nếu không sao anh có thể chống đỡ lâu vậy được. Tôi đứng nửa ngày rồi. Anh có nói chuyện không? Anh không nói thì tôi nói. Nếu như Cát Tường là hung thủ thật sự, lại có dụng tâm khác, lúc nãy có thể cậu đã mất mạng rồi. Tôi không biết ai là hung thủ, nhưng tôi có thể khẳng định cậu Cát Tường tuyệt đối không phải là hung thủ. Anh nhìn cho kỹ. Đêm xảy ra vụ án, tấm hình mà chúng ta chụp cậu Cát Tường là tay phải dính máu. Còn tấm hình tôi chụp ở bức tường phòng 209 là tay trái dính máu. Rõ ràng cho thấy cậu Cát Tường vốn dĩ không phải là hung thủ. Trước khi anh điều tra đã biết kết quả này rồi sao? Sao cậu có thể biết vết máu này không phải là của cậu Cát Tường? Tôi sẽ báo cáo với đốc sát trưởng, xử lý cậu thật nghiêm minh. Thật à? Thật đó. Không bao giờ hối hận. Cấp trên, tôi biết những gì tôi làm là không thể cứu vãn. Tôi bằng lòng gánh vác mọi trách nhiệm. Anh nhất định không được dung túng tôi. Nhất định phải khai trừ tôi. Nếu không, anh như vậy chính là phạm pháp. Cấp trên, đây là báo cáo đối chứng của vết máu tay và dấu tay của Cát Tường. Đã xác định rồi, vết máu trên tay đó không phải của Cát Tường. Anh còn cười được sao? Anh chết chắc rồi. Tôi sợ gì chứ? Tôi sắp bị sa thải còn sợ cái gì? Cậu lập công rồi. Hơn nữa cậu mới vi phạm lần đầu, lần này không báo cáo nữa. Đi hít đất 200 cái. Được rồi, 200 cái không nhiều đâu. Đừng mà cấp trên, anh đừng nghĩ trong mối quan hệ lâu năm của chúng ta, nhất định phải sa thải tôi. Đủ rồi, đủ lắm rồi, đi hết đất đi. Có phải anh ngốc không vậy? Tôi gây ra quả lớn như vậy, sao có thể hết đất 200 cái là xong chuyện? Hôm nay anh bệnh nè, nhớ đó 200 cái. Cảm ơn sếp nha. Anh làm gì vậy? Cát Tường, lần này cô phải cảm ơn Nho Nghị chúng tôi đàng hoàng đó. Nếu không phải anh ấy phá án thì cô chết chắc rồi. Cảm ơn cái gì chứ? Làm như tôi đặc biệt cứu cô ấy vậy. Con người tôi chính là người nhân phẩm cao thượng, đúng không? Nhân cách vĩ đại. Đối với tôi, cho dù là chó hay mèo tôi cũng ra tay cứu nạn. Huống hồ chi là con người. Tôi căn bản không cần anh cứu. Tôi không có phạm tội. Ông trời đương nhiên sẽ trả công bằng cho tôi. Vậy cô vào lại đi. Bây giờ cô vào đi. Đưa cô ta vào. Chó cắn phải Lữ Động Tân, không biết lòng tốt. Đừng nói nữa. Sao cô tới đây? Thám trưởng Trương gọi tôi tới để tôi hiểu sâu hơn về vụ án của Thẩm Mặc Sơn. Không biết Mao Tùng Bổ có thời gian làm người phỏng vấn riêng cho tôi không? Đinh Đại Lực có thời gian đó, tìm anh ấy đi. Tôi tìm anh ta làm gì? Tôi tìm anh. Tôi có thể phỏng vấn tôi đi. Tôi tiếp nhận phỏng vấn. Lúc trước cô ấy từng tới phỏng vấn tôi mà. Cát Tường, mấy ngày nay cô chịu khổ rồi, xin lỗi. Các anh cũng là làm theo chức trách, không sao đâu. Mấy ngày nay làm phiền anh rồi. Đâu có. Có thể giúp cô được tôi rất vui. Cô yên tâm đi, tôi nhất định truy bắt bằng được hung thủ đã giết chồng cô. Nhưng mà vụ án này tương đối phức tạp, có thể phải tốn nhiều thời gian. Cảm ơn anh. Sao không có ai đón cô vậy? Từ sáng tôi đã thông báo cho người nhà cô rồi. Tôi cũng không có hành lý gì, không cần phiền người nhà tới đón đâu. Tôi tự về nhà là được rồi. Vậy tôi đi trước đây. Cát Tường, nếu như có gì cần tôi giúp, cứ việc tới tìm tôi. Xin lỗi, Thái Thái. Bà chủ lớn đặc biệt căn dặn, nói là không để bà vào trong. Đây là nhà của tôi mà. Thái Thái. Thái Thái à. Hung thủ giết người. Đừng để tôi nhìn thấy. Ra ngoài. Tiểu Tiên, người của phòng tuần bổ đã chứng minh chị không phải là hung thủ giết người. Em biết là trước đây chị đối với anh em như thế nào mà. Sao chị có thể giết anh ấy được?
Chị còn dám vừa đánh trống vừa la làng, thật tốt bụng đó. Mặt mũi chị rành rành trên báo, chị còn không thừa nhận. Mặt mũi Thẩm gia chúng tôi bị chị làm mất hết rồi. Tiểu Tiên nói đúng. Cô là hung thủ giết con trai tôi. Thẩm gia chúng tôi không có con dâu như cô. Cút đi. Mẹ, lúc mặt sơ còn sống, chưa ly dị với con, chứng tỏ con vẫn là vợ của anh ấy. Đây này vẫn là nhà của con. Nhà cô sao? Nhà của tôi nói là được. Tôi nói không có người như cô là không có. Mẹ, chỉ cần mẹ không đuổi con đi, con nhất định hầu hạ mẹ cả đời. Cô hầu hạ tôi cả đời. Cô giết chết con trai tôi, tôi còn để cô hầu hạ cả đời, thà tôi chết đi cho rồi. Cút đi. Được, con đi. Nhưng mà trước khi con đi, hãy cho con thắp một nén nhang cho mặt sơn. Thắp nhang cái gì? Con trai tôi nếu dưới suối vàng mà biết, chỉ hận không thể lột da cô. Võ quán Minh Đức. Nè, các người nhìn cái gì? Còn không mau chào sư tỷ đi. Chào đại sư tỷ. Được rồi, hôm nay huấn luyện tới đây đủ rồi. Mọi người đi nghỉ đi. Được, đi thôi, đi thôi. Sư tỷ, chị làm bà chủ 10 năm liền, thân thủ kém đi nhiều đó. Hằng ngày chị giặt đồ nấu cơm còn không kịp, đâu có thời gian luyện võ. Chị e là phải ở đây một thời gian rồi. Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Phòng của chị vẫn để cho chị đó. Cha nhìn thấy chị chắc sẽ vui lắm. Đi. Cát Tường, sư phụ tới rồi đây. Sư phụ, sắc mặt tốt lắm. Gả đi rồi, nhất định là gả cho người tốt. Cha, sư tỷ đã gả đi lâu lắm rồi. Cha già tới mức hồ đồ. Chồng của sư tỷ là một đại luật sư, giỏi giang lắm đó. Đúng rồi, đúng rồi. Có chuyện như vậy à? Á Phi, tục ngữ nói đúng lắm. Con gái lớn rồi không thể giữ lại được. Giữ đi giữ lại giữ thành thù. Nhìn con kìa, con không học theo sư tỷ của con. Trong bao nhiêu đồ đệ nữ của cha, số mệnh của sư tỷ con là tốt nhất. Con học theo đi nha. Tìm một người đàn ông tốt, gả cho người ta, để cha đỡ lo lắng. Nếu con cũng giống sư tỷ, cũng tìm một đại luật sư, có tài năng, có tướng mạo, đối xử tốt với con, vậy có lẽ con cũng chỉ mong được gả cho người ta. Hả? Con sao vậy Cát Tường? Sư tỷ đang yên đang lành, tỷ khóc gì vậy? Chồng chị chết à? Bị sao vậy?